Nghe tới cái tên công phượng, chúng ta đã thấy nó là một loài có cánh rồi. Muốn gửi gắm tới công phượng và chúng đã chờ xem ở quả penalty thứ hai này thì công phượng sẽ làm gì. Công phượng không vào. Lần này thì công phượng không thể đánh bại được thủ thành Saquip, không thể tin được. Vâng, có lẽ là tôi nghĩ những quả tiếp theo nên để cho một cầu thủ khác thực hiện. Nghe tới cái tên công phượng, chúng ta đã thấy nó là một loài có cánh rồi. Và công phượng thì thường rất